Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024 Với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta làm số đó chính là 1 9052 với tấp càng chạm không đầu chạm năm đuôi chạm 2. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em đã chiến thắng con ba càng đề 052 và con đề 52. Và đây đó chính là ở trên đường cầu kính Zalo mà tôi đã chốt cho anh chị em chúng ta chơi trong ngày hôm nay. Đầu tiên tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con lô tô 12. Như vậy là con lô tô 12 thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta hai nháy lô tô. Nháy đầu tiên nằm ở giải 3.5 và nháy thứ hai thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là ở giải 4 2 phải không ạ? À? Tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con đề đặc biệt 52 thì ngày hôm nay với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề 52 thì chúng ta đã có chiến thắng ở trên đường cầu kín Zalo rồi phải không ạ? À? Tiếp theo đó chính là ở trên đường cầu kín Telegram thì ngày hôm nay rất là nhiều anh chị em chúng ta đã có chiến thắng ở đây. Hai nháy nô tô 12 phải không ạ? À? Và chúng ta đã có chiến thắng đó chính là cái con đề đặc biệt 52. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Phải nói đến là một ngày rất là rực rỡ của anh chị em chúng ta. Và tiếp theo đó chính là ở trên đường cầu video thì ngày hôm qua tôi có chốt cho anh chị em chơi ngày hôm nay, đó chính là ngày mùng 1 tháng 4 đó chính là con lô tô rơi 28 và 79. Thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con lô tô rơi 79 nằm ở giải 4.3. Tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con lô tô kép 99 và 55. Thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con lô tô kép 99 nằm ở giải 5.6. Và chúng ta đã có chiến thắng đó chính là ở được cầu xuyên chúng ta chiến thắng hai con đó chính là 79 và 99 xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào với cả kênh của tôi đó chính là kênh Minh Phúc 89 anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh còn đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào quả chuông và chọn vào dòng tất cả còn anh chị em nào mà muốn được chơi trên đường cầu kín Zalo hay là muốn chơi những các con số chuẩn số lộ từ hội đồng báo về thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số an toàn nhất chơi cho ngày mai hoàn toàn là phía sau anh chị em nhá và bây giờ ở trên được cầu video tôi sẽ đi phân tích cho anh chị em chúng ta cùng nhau tham khảo à, đầu tiên đó chính là đường cầu bạch thủ lô tôi sẽ lấy từ ngày 30 tháng 3 với con số đầu tiên tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng trăm năm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 1 tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn năm ở giải 3.1 chúng ta được đó chính là con số 7 cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị năm ở giải 3.3 chúng ta được đó chính là là con số 1. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó chính là được cầu màu đỏ. Và tôi có đánh dấu ở đây đó chính là được cầu số 1 phải không ạ? Tiếp theo thì tôi sẽ đi vào với cả được cầu thứ hai. À được cầu thứ hai thì tôi sẽ nơi đến đó chính là con số hàng trăm nằm ở giải 3.5 chúng ta được đó chính là con số 8. Tiếp theo tôi sẽ nơi đến đó chính là con số hàng chục nằm ở giải 5.1 chúng ta được đó chính là con số 7. Cuối cùng tôi sẽ nơi đến đó chính là con số hàng trăm nằm ở giải 5.3 chúng ta được đó chính là con số 6. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó chính là được cầu màu xanh. Và cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì tôi sẽ đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho cái ngày đó chính là ngày 31 tháng 3 năm 2024. Đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng của được cầu số 1. Tôi có 1 cộng 7 cộng với 1 thì bằng 9. Tiếp theo tôi đi cộng tổng của được cầu số 2. Tôi có 8 cộng 7 cộng với 6 thì bằng 21. Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 1. Như vậy là bạch thủ lô 91 để chơi cho ngày Đó chính là ngày 31 tháng 3 Và ở đây cái con lô tô 91 Thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là ở giải 5.4 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Chúng ta đã có chiến thắng của ấy Ngày 31 tháng 3 Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo Đó chính là cái ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024 Anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi Đó chính là con bạch thủ lô Bạch thủ lô ở đây tôi có 2 cộng 2 cộng với 7 Thì bằng 11 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị Đó chính là con số 1 Tiếp theo tôi có 4 cộng 5 cộng với thì bằng 12 Tôi sẽ lấy con số ăn đơn vị đó chính là con số 2 Như vậy là bạch thủ lô 12 để chơi cho cái ngày đó chính là ngày mùng 1 tháng 4 Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày mùng 1 tháng 4 Về con lô tô 12 thì chúng ta đã có chiến thắng 2 nháy lô tô Nháy đầu tiên nằm ở giải 3.5 Nháy thứ hai thì nằm ở giải 4.2 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai Ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô. Ở à đây tôi có 2 cộng 0 cộng với 3 thì bằng 5. Tiếp theo tôi có 6 cộng 3 cộng với 0 thì bằng 9. Như vậy là bạch thủ lô 59 để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Xong thủ lô thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Đó chính là con xong thủ lô. 49 và 94 anh chị em nhá Như vậy là ở lượt cầu bạch thủ và sóng thủ Tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai Anh chị em nào trung cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi Không trung cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo Còn anh chị em nào mà thật sự đang thua tha, đang lợn lần Đang loạn cầu loạn số không có những các con số đẹp số chuẩn để chơi Không có những các con số đẹp để tự tin về bà Thì cứ liên hệ theo tôi tôi sẽ giúp đỡ anh chị em chúng ta Chơi những các con số lộ và hoàn toàn là phí sau anh chị em nhá và tiếp theo đó chính là ở được cầu lô tô rơi ở được cầu lô tô rơi ở đây thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô rơi 10 con lô tô rơi 10 này thì ở được cầu gần đây nhất anh đồng đã giả về cho chúng ta hai ngày liên tiếp nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa đó chính là con lô tô rơi 42 con lô tô rơi 42 ở được cầu gần đây nhất anh đồng đã giả về cho chúng ta bốn ngày tổng là sáu nháy lô tô phải không ạ tiếp theo đó chính là ở được cầu lô tô kép à, được cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây đó chính là cái con lô tô kép 11 anh chị em nhá con lô tô kép 11 đang có biên độ một ngày chưa ra ngày mai là ngày thứ hai thì chúng ta sẽ vào chơi cho tôi tiếp theo đó chính là cái con lô tô kép thứ hai thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là cái con lô tô kép 88 con lô tô kép 88 cũng đang có biên độ một ngày chưa ra và Tiếp theo đó chính là ở được cầu xuyên quay xuyên quay thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi 10, 42, 11 và 88 Như vậy là tất cả những các được cầu về lô Thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như nhận định Để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai Anh chị em nào chu cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi Và chúng ta không nên đặt niềm tin quá nhiều Ở trên được cầu video Bởi vì tôi đưa ra tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt từ 70 đến 85% Để cho anh chị em chúng ta tham khảo mà thôi Còn ai muốn được số chuẩn Bao ăn bao lỗ hoàn toàn thì cứ liên hệ theo số điện thoại của tôi và để tiếp theo tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở à, được cầu gian đề ở à, được cầu gian đề thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 12 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024 để cho anh chị em chúng ta cùng nhau kiểm chứng phải không ạ và được cầu tiếp theo được cầu màu hồng tôi sẽ lấy từ ngày 23 tháng 2 cho đến cái ngày đó chính là ngày 15 tháng 3. Và ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số nghìn và bóng của nó phải không ạ? Như vậy là được cầu màu hồng này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu màu đỏ. Ở à, được cầu màu đỏ này thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 3 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là ngày 24 tháng 3. Ở à, đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là ba con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng trăm, con số hàng chục và con số hàng đơn vị. Như vậy là cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đầu tiên đó chính là cái ngày 12 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày mùng 3 tháng 3 để đi găm với cả ngày 23 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau đầu tiên ở đây chúng ta có đó chính là 66 và 11 tiếp theo là 6336 và 6226 ở đây bóng của số 6 đó chính là con số 1 chúng ta có 1661 1331 và 1221 như vậy là ở cái được cầu gian đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhà định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây và anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở ngày 12 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta đó chính là con đề 12 xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 19 tháng 3 tôi sẽ lấy từ ngày mùng 10 tháng 3 để đi gấp mấy cả ngày mùng 1 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con số để chơi như sau. Đầu tiên ở đây thì anh chị em chúng ta sẽ có đó chính là con đề 1331, 1551 và 1221. Tiếp theo chúng ta có đó chính là 6336, 6556 và 6226 phải không ạ? Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây. Và bây giờ thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở ngày 19 tháng 3. Thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta, đó chính là con đề 36. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày 26 tháng 3. Tôi sẽ lấy từ ngày 17 tháng 3 để đi gáp với cả ngày đó chính là ngày mùng 8 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con số để chơi như sau. Đầu tiên ở đây chúng ta có 1331, 1991 và 1441 phải không ạ? Và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ có đó chính là con đề 6336 và chúng ta có đó chính là 6996 và 6446. Như vậy là ở cái đường cầu dàn đài này, tôi đã đưa ra phân tích của nhà nhà định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 26 tháng 3. Ngày 26 tháng 3 với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề 19. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và để kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày mai, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là ngày 24 tháng 3 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày 15 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau Đầu tiên chúng ta có 22 và 77 2772 và 2442 Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là 7227 thì ở bên trên chúng ta có rồi và 2277 chúng ta cũng đã có rồi và 2442 thì chúng ta sẽ có 2992 phải không ạ? Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này, này chúng ta đã rút gọn được một số con để chơi cho ngày mai thì anh chị em nào trung cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi, không trung cầu không kết số thì chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo.